Xin chào tất cả mọi người. Hôm nay Đức Toàn lại về hai cây đồng hồ cổ. Đức Toàn xin được giới thiệu với quý vị và tất cả mọi người các chi tiết của chiếc đồng hồ mang mã số 1 đầu tiên. Trên đỉnh của máy là hai cặp sừng trâu và chiếc vương miện. Quý vị và các bạn được thưởng thức và nghe âm thanh của em nó. Mình xin quay trước tiên là mình xin quay cận cảnh bên ngoài để cho quý vị và các bạn được thấy là độ chi tiết, các chi tiết bên ngoài và độ mới của chiếc đồng hồ này. Chiếc đồng hồ mang thương hiệu Ridgway. Mình xin quay bên trong thân máy của chiếc đồng hồ này. Phải nói là đẹp đến từng chi tiết, đẹp sắc sảo. Mười gông, 12 búa. Quý vị hãy đếm bên đây là 8 gông, bên kia là 4 gông nữa, là 12 gông, 12 búa. Đây, và xin mình xin đi vào từng chi tiết của trước mặt. Đây như các bạn thấy, mặt đằng trước là lịch tuần trăng, là lịch âm và dương. Còn đây mặt của chiếc đồng hồ được khắc lỗi 3D rất là đẹp. Bây giờ mình xin thử chuông để cho các bạn được nghe âm thanh của chiếc đồng hồ này. Tiếp đến là ba quả lắc, ba quả tạ của chiếc đồng hồ. Xin được phép quay cận cảnh và tiến đến là quả lắc với hình chiếc đàn cây hạc cầm rất chi là đẹp, như quý vị đã thấy còn rất chơi là mới và còn nguyên sổ sách hướng dẫn sử dụng của nhà sản xuất. Mặc dù là thời gian của nó đã rất lâu rồi. Đây, quý vị thấy hình chi tiết hướng dẫn sử dụng. Mình xin kết thúc video tại đây. Mong quý vị và các bạn thấy yêu thích. Hãy liên hệ với Đức Toàn theo số 0977 185 669, 0977 165 669 tại Thị Tứ, Đồng Cẩm, Kim Thành, Hải Dương.